Hà Nội Bike Shop, địa chỉ tin cậy cho mọi thứ bạn cần trên chiếc xe đạp. Truy cập hanoibike.net để được đặt hàng với giá tốt nhất. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay lên cho mọi người một con Pina F14. Con này build cho chị Yến Ngọc ở Đông Hòa, Phú Yên. Thì chị Yến này thì trước đấy đã mua ủng hộ Hà Nội Bike mấy xe rồi đấy. Thì con này tiếp tục, lần này chị lại nâng cấp. Đợt trước thì chị chạy con Pina Aero F12 Google 7020. Đợt này thì chị lại muốn nâng cấp lên con Pina F14 và nâng bộ chuyển động lên 7170 cúp điện. Thì em tư vấn cho chị con này, nói chung là chị này khách quen nên em tư vấn sao chị chơi vậy à, chị không mặc cả không gì cả. Con này thì lên tổng thiệt hại là vào khoảng tầm 58 củ khoai. Thì cho một con xe Pina F14, con này thì cấu hình của nó khá là cao. Nó giá là đắt do một số thứ trong cái xe này ráp lên nó đắt. Ngoài bộ chuyển động ra thì là bộ bánh nó cũng là một cái mang lại giá trị đắt. Thực ra là xe dựng thì có rất nhiều cách dựng và có rất nhiều giá tiền. Cũng kiểu dáng xe này, em cũng có thể build cho anh chị là ra tầm khoảng 50 triệu cũng được, mà build tầm 4 mấy triệu cũng được, hoặc là build tầm 6 mấy 7 mấy triệu cũng được, tùy theo đồ trên xe chúng ta lắp là cái gì nên giá tiền nó khác nhau. Chẳng hạn như chúng ta thay một cái yên khác nhau, yên đắt tiền hơn thì giá xe lãng hơn, hoặc là cặp bánh, chúng ta thay cặp bánh cao cấp đắt tiền hơn thì giá xe lãng hơn rất là nhiều, tùy theo đồ trên xe lắp là gì thôi. Thì con này thì em build cho chị đấy là size 43, size này là size dành cho nữ, cao tầm 1m6, dưới 1m6 cũng có thể đi được. Khung F14 thì từ trước giờ là vẫn có cái đẹp riêng là F14, rồi các cái điểm chi tiết của khung mọi người nhìn từ cái chi tiết nhỏ rất là đẹp luôn, cái chi tiết này họ nó rất dị nhưng lại đẹp, nhìn kỹ thì rất đẹp luôn. Pina F14 vẫn là một trong những cái mẫu xe khung sườn mà được người Việt Nam ưa chuộng nhất, bởi nó đẹp, nhìn thẩm mỹ nó rất là cao luôn. Con này khung sườn mặc dù là khung sườn copy thôi nhưng nó lại làm nó nước sơn các thứ, nó làm đẹp dã man luôn. Đấy, tùy theo nhu cầu sử dụng chúng ta là gì. Đối với nữ thì đi tập thể dục thể thao các thứ thì thoải mái rồi. Đương nhiên là ai có điều kiện chơi tài chính những con khung sườn mà chính hãng thì chúng ta cứ chơi. Như giá để trả cho những cái con sườn chính hãng thì nó rất là đắt. Mua một con xe chính hãng nhiều khi chúng ta chơi khoảng 3-4 tháng không muốn chơi nữa, bán là lỗ ít nhất là hơn một con xe này luôn. Nên tùy thôi, nhu cầu. Nếu mà nữ đi thoải mái, thể thao thông thường thì thoải mái luôn. Cái này vẫn được bảo hành mà anh chị. Đó, con này thì group đồ là 105-7170 nhé, group điện nhé. Group điện này đều sản xuất tận Nhật Bản. Nó điện nó hay ở chỗ là lên số bấm xuống số bấm, chỉ cần bấm cái phím này. Đấy, xuống số, lên số bấm này, xuống số bấm phím này này. Rất là tiện luôn, mà nó rất là nhạy luôn. Đó, hay hơn group cơ rất là nhiều luôn. Đấy, con này thì đều đầy đủ lắp đồ chơi cho chị đấy rồi. Đấy, bao gồm giá đồng hồ. Đấy. Con này thì đùi đĩa thì vẫn là đùi đĩa của 105R7100, gạt đĩa Shimano 105-7170, cụ đề sau cũng là 105-7170, nip thì nip 12 tầng nhé mọi người nhé, hai đĩa 12 lip và lip 12, nip này khá là to, chúng ta đi cả đường dốc lẫn đường trường luôn. Đấy, đi dốc thì chúng ta lên nip to nên tha hồ luôn nhé cho anh chị nhé. Đấy, và con này thì cái cặp bánh của nó thì phê bao phê luôn. Con bánh này là con bánh Campalolo này, Burachu này. Phiên bản màu này là màu vân của nó UD, nhìn rất đẹp. Mà con bánh này là đùm của nó là đùm ceramic của Hubsmith nhé. Chứ đùm bánh này thì Đài Loan, đùm này do Đài Loan sản xuất nhé. Cặp bánh Campa thì có trên thị trường thì có rất nhiều nơi bán, và thậm chí nó có rất nhiều loại giá. Giá cao hay thấp tùy ra là loại đùm của nó là gì và chất lượng bánh như nào. Con bánh này em khẳng định tự tin cho anh chị này, sử dụng bét đè luôn. Trong một năm bất kỳ vấn đề gì, thậm chí là chúng ta đi vào đường xấu cũng không thể hỏng được vừa anh. Mà con bánh này nghe tiếng đùm nó kêu từ anh chị khỏi nghĩ đâu. Em sẽ quay cho mọi người xem tiếng anh khỏi nghĩ, mà nó rất là trớn. Em quay cho anh chị xem cho mọi người xem tiếng rú của nó này, rất đã đúng không, phê, nói là bao phê luôn. Mà mọi người xem cái cặp bánh này, nó là đùm ceramic bạc đạn đi gốm ấy, đi gốm của Đài Loan nên nó trơn dã man luôn. Cái đùm của hãng Hubsmith này thì anh em là đã từng dùng đều biết là nó rất bền. Rất là trớn. Đấy, em quay này. Đến như này nó quay chậm rồi, nó cũng chưa có để nó dừng được thì cũng rất là lâu. Chứ không phải là quay chậm mà nó dừng được luôn. Cái này thì anh chị nào đã từng chơi xe thì biết. Đắt hơn nhau nó là cặp bánh. Con xe này nó đắt 5 mấy triệu là do cặp bánh này quyết định nhiều đến cái giá thành của nó. Chứ còn nếu mà thay bằng cặp bánh khác thì nó sẽ rẻ được tầm 7-8 triệu cơ. Đấy thì tùy thôi, mỗi người một cái nhu cầu riêng. Khách hàng này khách quen nên chị đấy không cần phải thảo giá gì, chị gần đưa cho mình mỗi một bài toán là bao nhiêu và mình báo giá là ok luôn. Chốt rất nhanh, chốt một con xe này chỉ trong một nốt nhạc.
Đấy, khách hàng mua quen rồi mà. Đấy, các anh chị đang có nhu cầu bưu xe thì có thể tham khảo nha em Lương nhé. Mẫu này này em đều có các cái chặn cây cao su cho khung này, rất là đẹp luôn này. Đấy, nhìn anh chị thấy không? Đấy, rất là đẹp luôn nhé. Anh chị thích mẫu Lào, size Lào hay là kiểu Lào, Hà Nội bay cũng có. Thực ra là xe ráp trên thị trường thì cũng có rất là nhiều người làm, nhưng để làm mà đẹp các thứ chi tiết ngon đẹp thì không phải ai cũng làm được. Thì là mỗi người một cách dựng, mỗi người một cái kỹ thuật dựng khác nhau, và đồ đạc trên xe người ta trang bị là gì liên quan đến giá tiền. Anh chị có nhu cầu bưu xe thì đừng quên ủng hộ em Lương nhé. Cảm ơn mọi người.